này đó, bức tường này đó là kỷ niệm những người đã chết trong ngày 30 tháng 4. Ở trên này có hình của 7 ông tướng tá lãnh đạo chỉ huy và mấy ông này cũng là tương tự đó, từng đón tiếp, từng sát trước khi mà gọi là mà Việt Nam mất. Mấy ông này và có rất nhiều người khác đã chết trong trận chiến, nhưng mà đặc biệt đây là tưởng niệm những người đã chết trong cái trận cuối cùng ở miền Nam. Đọc cả hai bên này cứ nghĩ cái việc là thấy rõ là tất cả câu chuyện. Còn đây là cái bức tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đang đi hành quân.